Cửa hàng Nông Ngư Cơ Duy Hải xin kính chào tất cả các quý khách hàng. Địa chỉ của cửa hàng: ấp 3 Bảo Lâm, Xuyên Mộc, Bà Rịa, Vũng Tàu. Số điện thoại: 0974 644 973. Hôm nay bên em giới thiệu cho mọi người một con máy Ösztil 021, hàng của Đức. Đẹp xuất sắc luôn, xích còn khá là tốt. Làm khoảng cách cắt được tầm khoảng 35 cm. Đó, xích còn như mới, tin. Máy còn khá là đẹp. Hiện tại em đang quay là khoảng 9 rưỡi rồi, nên em sẽ không có test tiếng nổ mọi người nhé. Em quay chi tiết giới thiệu cho mọi người thôi. Các bác nào muốn mua hàng thì em sẽ test tiếng nổ qua Zalo. Đây, hàng này của Đức nhé, Jackmoney. Đó, tay nắm to, chắc chắn. Đó, khá là ổn, rất là đẹp nha. Có bơm xăng phụ, đó, giúp cho mau nổ hơn. Đây, ốp lam đây, ốp lam sử dụng hai ốc, nó lam khá là ổn nha, còn thắng xích luôn, nó rất là nhẹ nhàng, là đảm bảo với mọi người là zin nguyên bản, đẹp xuất sắc. Đây, bên trong này bên em là làm rất là kỹ này, lọc gió mọi người thấy không, rất là sáng luôn, đấy, xuất sắc luôn, Ösztil. Hơi khá là tốt. Đó. Nắm rất là to nha. Nắm này là nó có giật trợ giật này. Nó giảm rung khi giật này. Đó. Ok. Em sẽ hướng dẫn mọi người cách mua hàng bên em như sau. Cứ khách hàng muốn mua hàng bên em thì phải vui lòng phải đặt cọc trước 100-200 ngàn tùy theo địa điểm xa hay gần. Nếu chuyển khoản 500 ngàn bên em sẽ bao phí ship. Giá con máy này em đang bán là giá là 3,2 triệu một cây nha mọi người. Cứ khách hàng nào cảm thấy máy nó vừa với túi tiền của mình, có nhu cầu sử dụng một con Ösztil như thế này, liên hệ trực tiếp với Thắng Mực Cơ Xích qua số điện thoại 0974 644 973 để đặt mua con máy này nhé. Thời gian giao hàng ngoài Bắc thì từ 4 đến 6 hôm là nhận được hàng. Còn trong miền Nam thì tùy hôm, có 1 hoặc 2 hôm là tới nơi. Đó, bên em giao hàng thì có hai đơn vị là giao hàng tiết kiệm cũng như là bên Viettel. Hai đơn vị đã chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa tới tay quý khách hàng. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Trong video này em rất tiếc là không test tiếng nổ cho mọi người. Hẹn mọi người khách hàng muốn mua thì em sẽ test sau nhé. Rồi, em xin chào tất cả mọi người.